Nghĩa là người điều hành mọi hoạt động của lữ quán 135 cũng là anh. Dạ, chính em à. Còn vụ ngã giá cho công an thông qua Minh Đen. Dạ, em đã sai anh Minh Đen làm chuyện đó. Ai đã giết Út Lan? Dạ, em à. Cổ là bồ của em à. Anh giết Út Lan bằng thứ gì? Dạ, đau à. Giờ nó ở đâu? Dạ, em bỏ sông Sài Gòn rồi ạ. Đoạn nào? Dạ, giữa cầu Sài Gòn. Vậy bây giờ, anh có thể nói rõ hơn không? Không phải đâu anh. Khải không phải thuộc hạ của em, nhưng nó đã phạm luật. Mời vô. Khải không phải thuộc hạ của em, nhưng nó đã phạm luật. Như vậy là người giữ xe, cô chi bạn anh Toàn và Út Lan, ba mạng người chết và một mạng người chết lâm sàng. Còn những ai tham gia vào các vụ này? Từ khi quyết định ra đầu thú, em đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Vậy Minh Đen đang ở đâu? Từ khi quyết định ra đầu thú, em đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Nhưng anh cũng phải biết, khi cần thì tìm hắn ở đâu. Các anh quan tâm tới nó làm gì? Nó chỉ là hạng thiên lôi, sai đâu đến đó thôi mà. Anh cứ thành khẩn, Minh Đen đang ở đâu? Cao chạy xa bay rồi, các anh không kiếm được đâu. Chính em cũng không biết. Hỏi tại sao đi. Tại sao hắn ra đầu thú? Câu cuối cùng, tại sao anh chịu ra đầu thú? Em muốn được siêu thoát. Em sắp chết rồi. Em nói thật đó, em bị bệnh hiểm nghèo. Chiều nay, các thủ tục tố tụng hình sự đối với tên trùm khát máu đã hoàn tất. Tôi tuyên bố chuyên án kết thúc tại đây. Vô! Vô! Với lý do đó, tôi tự cho phép mình và anh em nghỉ đúng giờ hành chính và không ai phải làm thêm tối nay. Vô! Vô! Nhân lúc thủ trưởng đang vui, em xin phép được nghỉ 2 ngày à. Lại đi thăm cô Quỳnh Nga đó hả? Dạ, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Xin thủ trưởng đừng có hiểu lầm. Tôi có hiểu gì đâu mà lầm chứ. Đúng là có tật giật mình mà. Nhưng không có phải là đi thăm cô bạn đó là tôi không có đồng ý đâu nha. Cậu đó. Thưa thủ trưởng, có cái này rất đáng quan tâm. Dạ thưa, thư nặc danh, tự viết của một phụ nữ. Chào các đồng chí. Chị Hải phải không? Cho tôi xem. Tôi đây. Kết quả X quang của người mới đầu thú có chưa? Sao? Không có khối u nào hả? Còn các bệnh khác thì sao? Các chị đã kiểm tra tổng thể chưa? Nghĩa là hắn ta hoàn toàn khỏe mạnh. Các cậu nghe đây, chuyên án của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Làm gì mà ngồi ngẩn người vậy anh? Đang ngồi nhớ người yêu. Ủa, anh có người yêu hồi nào sao em không biết? Giới thiệu với em đi. Em gặp rồi mà không nhớ đó thôi. Em gặp hồi nào? Anh giúp em lấy lại trí nhớ coi. Anh có hình nè.
Nè. Nè, thôi đi. Sao lấy vợ bé của tên trùm ra hù em chi vậy? Thì em định coi người yêu của anh, thì anh cho em coi. Ai mà thèm coi. Anh cứ giữ lấy mà coi, em không coi đâu. Ủa, vụ án đã xong rồi mà. Anh còn suy nghĩ chi cho mệt. Nè, đứt cam đó hả? Cô ơi! Đây rồi, nó nằm ở ngang số 8. Dạ. Lần nào cũng như vậy, không khéo có ngày chú bị đuổi việc với cháu đó. Chú yên tâm, cháu biết luật mà. Chú chịu thua cháu luôn đó. Vụ án đã bắt được hung thủ, cháu cần gì phải nhọc công truy xét lại? Hung thủ thực sự nghĩ rằng công an đã bắt được hung thủ và y vẫn tiếp tục ung dung thủ ác. Rất tiếc cho hắn ta là có người không chịu tin là hung thủ thật sự đã bị bắt và lực lượng công an bất lực. Cháu đâu có nghĩ vậy. Cháu chỉ cho rằng vụ án vừa rồi có gì đó không được hợp lý cho lắm. Cháu thấy thế nào là không hợp lý? Mọi thứ đều đi đến ngõ cụt. Tự dưng hung thủ ra đầu thú. Nếu vậy, đâu cần phải cực công sắp đặt vụ án phức tạp làm gì? Chắc hung thủ lương tâm bị cắn rứt, chịu không nổi nên ra đầu thú. Cứ cho là như vậy đi. Thủ đoạn và hành động giết người của y cho thấy đây là một kẻ có máu lạnh. Tính toán cẩn thận, không thể là một kẻ dễ bị ám ảnh khơi khơi được. Cháu có lý, nhưng giờ cháu phải làm sao? Cháu cũng chưa biết. Manh mối duy nhất có được là cái này. Nó là hóa đơn thanh toán tiền sửa chiếc xe Novo. Nhưng mà loại này ở đâu chả bán? Cháu biết, nhưng cháu tin là cháu có thể tìm ra. Cháu rất giống tính ba cháu. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh chứ chú. Thôi cháu đi đây à. Cho chú gửi lời thăm ba cháu. Dạ được, cháu sẽ chuyển lời chú à. Cậu nhận xét khá lắm. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể nhận định nó xuất phát từ huyện Thuận An. Còn lại rất là mù mờ. Ngoài cái tên của tiệm sửa xe ra, chúng ta còn có manh mối là bức thư này. Em nghĩ không khó tìm lắm đâu. Thì tôi có nói là không điều tra đâu. Vậy là thủ trưởng cho đi điều tra đúng không? Để tôi tính lại đã. Thủ trưởng, vụ này em không đi không được. Thôi được, cậu đi đi. Nhưng mà nên nhớ báo cáo cho tôi điều đặn đó. Dạ, cảm ơn thủ trưởng ạ. Cho một trái dừa. Của anh nè. Cảm ơn anh. Nè anh. Cái tên mà nói là cướp quay lại tìm anh kìa. Đâu? Định trốn ở đây tới chừng nào? Thì ra là em. Làm anh hồi hộp muốn chết. Chạy một hồi không thấy anh đâu, em sinh nghi nên quay trở lại. Vậy là phát hiện ra quán này. Cuốn gì? Dạ, cho một trái dừa. Vậy sao lại theo anh? Ai theo anh làm gì? Người ta được phân công hỗ trợ chứ bộ. Tên anh xem đi. Khỏi cần. Sếp bảo em âm thầm theo hỗ trợ anh. Không ngờ anh lại phát hiện ra sớm như vậy. Thôi, đừng có nịnh. Chiều này anh biết quá rõ rồi. Đặc tình
mà sao qua nổi nghiệp vụ của công an gốc. Cái gì anh cũng nắm tẩy hết trơn á. Vậy thì em chỉ còn biết ngồi nghe chỉ thị chứ biết sao bây giờ. Biết vậy là tốt. Dạ, thưa sếp. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Vừa đây thưa cô. Cảm ơn anh. Uống nước dừa. Yes sir. Mời vào. Chào đồng chí. Tôi là công an trên thành phố xuống đây làm nhiệm vụ. Chào đồng chí. Giờ tôi cần sự giúp đỡ, nhưng không biết liên hệ với ai. Mời đồng chí ngồi đây. Cảm ơn. Đồng chí ở trên thành phố xuống à? Đây là thẻ ngành của tôi. Đồng chí đợi tôi một chút nhé. Thủ trưởng mời đồng chí sang phòng bên làm việc. À, cảm ơn. Chia sẻ ước mơ cùng Việt Nam, chúng tôi sẽ trở thành người bạn tốt nhất hơn là trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Luôn song hành cùng Việt Nam, Cung Hô Asiana. Công việc lái xe nhiều áp lực khiến tôi đau đầu. Những lúc đau đầu, tôi uống Panadol Extra. Giảm đau mạnh mẽ, không gây buồn ngủ. Khi bị đau đầu, tôi uống Panadol Extra. Không dùng Panadol Extra cho người suy gan thận hoặc dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Giao cạo Vector Plus tự động điều chỉnh và ôm sát theo từng đường cong trên mặt mà chẳng lo cắt phạm hay đầy xước. Trở thành người hùng trong tích tắc. Ôi, sao da mặt cậu nhờn thế? Mình vừa rửa mặt mà. Dùng Clean and Clear này đi, tốt lắm đấy. Sữa rửa mặt tác dụng sau Clean and Clear mới, với công thức kiểm soát chất nhờn độc đáo, thấm sâu vào trong lỗ chân lông, giúp da không bóng nhờn, hiệu quả đến 8 giờ. Sữa rửa mặt tác dụng sau Clean and Clear. Sẵn sàng đón nhận Queen Gap Max Fresh hương bạc hà với hàng ngàn tinh thể the mát, cho bạn cảm giác the mát, cho bạn cảm giác the mát chưa từng thấy. Queen Gap Max Fresh với hàng ngàn tinh thể the mát, một cảm giác the mát mới lạ. Đón nhận cảm giác thơm mát hơn thế nữa với bàn chải Colgate Max Fresh, mặt chải lưỡi thơm mát độc đáo cho bạn hơi thở thơm mát chưa từng thấy. Colgate Max Fresh với mặt chải lưỡi thơm mát. Ngập tràn niềm vui muôn lối. Bạn luôn đấu tranh nội tâm khi ăn vì lo cho vóc dáng. Trà Bali không độ, chiết xuất từ đại mạch, giàu chất xơ và niacin.